Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dù đã giảm, giá của VF9 vẫn ở mức cao. Ngày 6 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận, VinFast giảm giá VF9 tại Mỹ liệu có lật ngược được thế cờ hay không? Theo đó, sau lần ra mắt không thành công mẫu VF8 tại thị trường Mỹ vào đầu năm 2023, hãng xe điện VinFast muốn tăng sức hấp dẫn của dòng sản phẩm thứ hai là VF9 bằng cách giảm giá khủng sát ngày giao lô hàng đầu tiên vào cuối tháng 9. BBC cho hay hiện tại mẫu VF9 phiên bản Eco có giá niêm yết là 69.800 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng tại thị trường Mỹ, thấp hơn đáng kể so với mức giá ban đầu là 83.000 đô la Mỹ, hơn 2 tỷ đồng, công bố vào tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, bản cao cấp VF9 Plus còn giảm nhiều hơn, hiện ở mức 73.800 đô la Mỹ, hơn 1,8 tỷ đồng so với mức ban đầu là 91.000 đô la Mỹ, hơn 2,2 tỷ đồng. BBC dẫn lời đại diện của VinFast nói rằng, hãng đã điều chỉnh giá so với mức trước khi đặt cọc để giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với sản phẩm xe điện chất lượng cao này của VinFast. Và đây là hình bài trên BBC. Dù vậy, BBC dẫn nhận xét của ông François, giám đốc mạng di động của công ty phân tích thị trường Euro Monitor International cho rằng mức giá này vẫn được định vị từ trung bình đến cao đối với xe điện ở Mỹ và phải cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng và lâu đời. BBC dẫn thống kê của Euro Monitor cho thấy vào năm 2023, VinFast chỉ đạt doanh số 3.129 ô tô điện tại Mỹ, chiếm 9% thị trường xe điện. Sang năm 2024, thị trường xe điện toàn cầu và ở Mỹ đều chững lại. Nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh hiện nay, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải đối mặt với rất nhiều rào cản, trong đó giá cả là một yếu tố quan trọng. BBC cho biết, theo các chuyên theo các chuyên trang về ô tô tại Mỹ, dù đã giảm giá, thì VF9 vẫn là một chiếc xe điện đắt tiền. EV9 của Kia là đối thủ rõ ràng nhất, và ngay cả khi VF9 đã giảm giá, mẫu xe điện Hàn Quốc vẫn phải chăng hơn, với mức giá khởi điểm là 54.900 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng, nhận thức của người tiêu dùng về xe điện cũng là một rào cản mà VinFast cần phải vượt qua. Đại diện của VinFast nói với BBC, hãng vẫn tập trung phát triển tại Mỹ thông qua các hoạt động ra mắt sản phẩm mới về F9, kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm vf F8 và mở rộng mạng lưới đại lý. Nhà phân tích cho rằng, tiến vào thị trường đại chúng có thể là giải pháp lâu dài cho hãng xe điện Việt Nam. Tuy nhiên, họ cần nâng doanh số lên cao hơn nhiều. Và đây là hình VF8 bên phải và VF9 bên trái. BBC cũng cho biết VF9 có 3 hàng ghế và kích thước lớn hơn VF8. Cả hai phiên bản Eco và Plus đều được trang bị pin 123 kW cung cấp năng lượng cho hai động cơ điện. Công suất đạt 402 mã lực giúp VF9 tăng tốc từ 0 lên 60 dặm một giờ trong khoảng 6,63 giây. BBC cũng dẫn các nhận xét của truyền thông Mỹ về VF9. Cụ thể, BBC dẫn đánh giá của trang Car cho rằng Dòng xe VF9 có phạm vi hoạt động ấn tượng và được trang bị nhiều nội thất tiện nghi. Tuy nhiên, trang này cũng nhận xét thẳng thắn mà nói, chúng tôi không nghĩ người tiêu dùng sẽ chọn VF9 thay vì EV9 của thương hiệu Hàn Quốc kia, hoặc A1S của hãng xe Mỹ Rivian. Hy vọng rằng VF9 sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự như VF8, mẫu xe không thể lái được khi mới ra mắt, trang viết thêm. BBC dẫn tiếp đánh giá của trang Headline News nói rằng Nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam không muốn lặp lại thảm họa ra mắt VF8 trước đó. Những thay đổi về giá khởi điểm có thể biến chiếc SUV này VF9 thành một lựa chọn khả thi hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi giảm giá, VF9 vẫn là một chiếc xe điện đắt tiền. BBC cho biết thêm, tại Việt Nam, VF9 bán ra hai phiên bản: Eco không bao gồm pin có giá 1.589 tỷ đồng và bản cao cấp Plus không pin giá 1.786 tỷ đồng, kèm hai lựa chọn thuê pin hoặc mua pin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dù đã giảm, giá của VF9 vẫn ở mức cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quan chức mặt trận tổ quốc thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng. Ngày 5 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, quan chức đảng thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng, hàng ngàn tỷ đồng tuồn khỏi Việt Nam. VOA dẫn tường thuật của Việt Nam Net và Dân Trí vào ngày 4 tháng 9 cho biết, một ủy viên Bộ Chính trị, nhóm chấp bu nắm quyền quyết định cao nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận rằng lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán, vì các hành vi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài. Cụ thể, theo VOA, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến đã nói rằng, ông và các cán bộ khác nhận thấy điều kể trên khi họ tiếp xúc với người dân và ông hô hào phải kiên quyết chống tham nhũng. Lời phát biểu của ông Chiến được đưa ra tại một hội nghị của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo tin trên hai trang Vietnamnet và Dân trí. Và đây là hình bài trên VOA. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, ông Chiến không nói rõ bao nhiêu tiền từ tham nhũng đã bị tuồn ra nước ngoài và những kẻ tham nhũng là ai. Cho dù báo Nhân dân của đảng từng đăng bài đặc biệt hồi năm 2023 nói rằng cán bộ nhà nước là gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực, vì tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Theo tìm hiểu của VOA, trong 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2016, tham nhũng gây thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 hecta đất ở Việt Nam. Còn từ năm 2012 đến năm 2022, hơn 7 000 hơn 7.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, gồm hơn 170 cán bộ cấp cao và hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Bên cạnh đó, nhà chức trách kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 96.000 hectare đất dính dáng đến tham nhũng. VOA cho biết, nói trước hội nghị ngày 4 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến lưu ý rằng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cam go. Song ông nhấn mạnh cuộc chiến này diễn ra không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ông Chiến trích dẫn Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay, từng đưa ra lời phát biểu rất quan trọng với hai ý được nhấn mạnh là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải nhằm mục tiêu phát triển đất nước và công cuộc này phải triển khai đến tận chi bộ chứ không chỉ làm ở trung ương và đây là hình ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Vẫn theo VOA, một quan chức khác của mặt trận tổ quốc Việt Nam đã đề cao sự tham gia của người dân vào việc chống tham nhũng. Vietnamnet và dân trí cho biết. Hai trang tin trên dẫn lời ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội, của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nói tại hội nghị, muốn hạn chế tham nhũng tiêu cực thì phải nâng cao vai trò của nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Khi thực hiện việc này, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Như VOA đã đưa tin, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng về năm 2023 do tổ chức Minh bạch quốc tế công bố, đầu năm nay Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu. Như vậy đã bị giảm điểm và đi xuống 6 bậc so với một năm trước. Mặt khác, dư luận quốc tế và Việt Nam cho rằng, công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay chỉ là sự trá hình, che đậy cho cuộc đấu đá giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản mà thôi. Như vậy, với việc các quan chức mặt trận tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đến công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm cũng như nhấn mạnh đến vai trò giám sát của họ, khiến có ý kiến hoài nghi, phải chăng mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn nhảy vào tranh phần trong mâm cổ này hay sao? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan chức mặt trận Tổ quốc thừa nhận dân phẫn nộ về tham nhũng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thờ báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.